Xin chào tất cả mọi người nha, chào mọi người đến với kênh của em nha mọi người. Thì hôm bữa em có hứa với anh em là làm cái dàn cày này anh em đó. Thì bây giờ em sẽ quay lại cái quá trình mà em làm cái dàn cày để chuẩn bị tách phôm mấy cá nữa anh em. Tại vì mấy cá mình nuôi từ cái size mini á, thì bây giờ nó cũng đã bự rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua cái hồ bự một xíu để mình nuôi tới lớn luôn anh em đó. Thì em sẽ quay lại cái quá trình mà với lại cái kích thước luôn cho anh em xem là cái dàn cày này là bao nhiêu luôn nha anh em. Ok nha. Đây là cái bản vẽ mà em vẽ nè anh em đó, và sau khi mà vẽ đầu tính kích thước đầu ra ok anh em đó, thì bây giờ bắt đầu và tiến hành là cắt mấy cái cây sắt nha đó. Đầu tiên em cắt mấy cây sắt dài trước đó, đo kích thước đầu ok rồi mình cắt đâu đó cho nó chuẩn anh em, để khi mà mình có hàng vô thì nó sẽ khớp và nó sẽ liền và nó sẽ đẹp hơn. Chứ mà anh em cắt xong rồi nó bị hụt rồi, lúc đó nó sẽ hao sắt và hàng lại thì nó yếu nữa anh em đó. Thì đây, sau khi mà sắt xong anh em thì sẽ mài lên mấy cái đầu đó, mấy cái đầu sắt á, để khi mà mình hàn á vô nó sẽ được khớp và nó liền hơn anh em. Công đoạn tiếp theo nha, còn chuẩn bị á là mấy cái gây sắt nhỏ nữa anh em đó. Nãy thì cắt cây sắt bự, bây giờ thì cắt mấy gây sắt nhỏ mà cây sắt đứng lên á đó, để cho nó được ok hơn. Bên đây nè anh em đó, bên đây thì đã mài mấy cái cây sắt bự đã ok hết rồi nè. Ở bên đây hiện tại thì là 6 cây quất sắt dài anh em, 6 cây sắt dài và cái cây nằm ngang, còn bên hông á là mấy cái cây đứng lên là 4 cây anh em. Và cái cây giữa thì em sẽ cắt từ nối từng khúc ra để mình hàn vô, tại vì cái cây giữa thì hầu như là làm như vậy để cho nhìn thẩm mỹ hơn anh em. Còn anh em có cách nào làm thì ok hơn thì anh em để lại bình luận cho em biết với nha. Giờ thì đến giai đoạn là gáp khung nha anh em. Gáp khung nha, bắt ghe cho nó vuông góc vô nha anh em. Thì chuẩn bị hàng nha nè, máy thì sử dụng máy hàng này, máy hàng Bitsun nha nè. Còn ở đây là sử dụng rồi cái máy mài nữa nè nè, đã cắt này luôn. Nãy giờ thì cũng đã hàng được một cái khung rồi anh em, và bây giờ thì tiếp là hàng cái khung thứ hai luôn nha. Đó, cái hàng cái khung này thì mình kê lên anh em đó, ông anh tôi hàng hơn hàng lại anh em. Nói chung là hàng cái này thì anh em nên là đeo kiến đồ lại để chống công ảnh hưởng tới con mắt của mình nha anh em. Rồi bây giờ thì tiếp công đoạn thứ hai nha, hàng cái khung bát để gắn vô cái hai cái cậy nối với nhau nè anh em. Sau khi mà hàng xong rồi thì bây giờ để lên trên nè anh em, để cái khung phía trên lên rồi mình nối với nhau lại, mình hàng nhau cho nó cứng nha anh em. Nhưng mà mình phải lấy cái đồ kê á, mấy cái đồ kê vuông nữa, mình kê vô cho nó chính xác hơn nha. Nó đẩy cái hàng mình hàng cái cày á, nó sẽ được vuông dứt hơn. Đây nha mọi người. Đó, thì nãy giờ thì em cũng đã hàng đâu đó ok nè anh em. Đó, tuy là nó hơi xấu một xíu, nó không được như là mấy anh em chuyên nghiệp đó, nhưng mà này tự làm thì nó được, nhìn cũng được anh em. Còn ngay khúc chân dưới đây nữa thì em sẽ nối thêm một cái đường chân dưới nữa, nó cho nó cao bằng cái này luôn nè. Đó, thì nó sẽ cứng hơn. Tổng quan được một cái dàn cày này nè. Mấy cái góc này nè, chưa có mài nè. Còn cái này sau khi mà sơn xong á, sau khi hàn xong anh em, thì em sẽ sơn vào cái sơn bạc này để cho nó chống xét. Hai chai một hồn như vậy thì sử dụng qua là hai chai keo anh em, hai chai sơn. Kèm theo là cái Abulo này, để lần cái lần sơn. Thì mình sơn cái hũ sơn bạc xong đúng không anh em, em sẽ kèm thêm một hũ sơn bóng nữa, sơn dầu đen bóng này nè, một hũ nước đẹp để cho nó được chắc hơn, an toàn hơn nữa nè, chứ để mất công nó bị xét. Tại vì khi mà anh em hàng nghe mấy cái chấu này nè, đó, mình phải sơn đâu đó nó ok rồi, cái phòng mình bị xét thì nó làm cái dàn cày mình nó bị kém chất lượng lại nè. Chung mà mình chạy xíu bỏ ra một xíu tiền nó sẽ ok hơn. Hàng từ sáng giờ này mấy tiếng hồ. Ok nha mọi người, thì để em làm mấy cái dàn cày và hàng đâu đó nó ok thì em sẽ cập nhật cái dàn cày này cho anh em xem luôn nha. Và bây giờ thì em sẽ tập trung giờ em làm cho đó cho nó nhanh á, xong rồi em sẽ báo cái kích thước hồ, cái kích thước dàn cày này nè cho anh em tham khảo. Nếu mà được á thì anh em có thể áp dụng theo và làm theo cái dàn cày này của em nha. Ok nha anh em, chờ em một xíu nha. Nãy giờ thì em cũng đã mài mấy cái góc đồ mọi người cho nó được ok và cho nó được liền đó.
Thì bây giờ thì bắt đầu em sơn một cái lớp sơn là chống sét đó nè mọi người, một cái sơn bạc mà cái sơn gì mà chống sét á. Và sau khi mà em đã sơn xong cái lớp sơn bạc đó rồi thì bây giờ thì tiếp tục là sơn qua một cái lớp sơn đen nữa nha mọi người, nó phủ lên hai lớp để cho nó được chống sét và nó được ok hơn nha. Còn anh em nào mà muốn sơn như thế nào, còn đây là cái cách riêng của em nha, em hay áp dụng trên cái cách này để cái kệ của mình nó được xài lâu và nó bền hơn anh em. Cảm ơn anh em đã xem video tới đây nha. Nhớ cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh, kèm em một lượt chia sẻ luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn nha. Ok nha anh em, thì bữa giờ thì làm cũng đã xong xuôi rồi đó, ok hết anh em. Rồi tổng kích thước của dàn kệ để em quay cho anh em xem nha. Cái chiều dài ở đây á là cái khung ở trong này nè anh em. Từ cái mí trong này nha, từ mí trong này dài rồi tới cái mí trong ở bên đây là 1m2 nha, 1m22. Nó để mình làm dư ra để cái hồ đó nè. Đó thì mình nãy cho nó được có khoảng cách dư ra. Hai bên thì là 1m44. Nó với lại là cái cây ngay giữa 40 nữa là 1m64. 2m64. Tổng cái diện kệ đó. Còn cái hồ thì em sẽ làm được cái hồ 40. Nên là cái chiều cao từ ở ngay mí này nè anh em. Từ cái mí dưới này lên tới cái khoảng cách lọc lòng là nó sẽ là 55 nha. Tại vì cái khoảng cách đó, thì nó chỉ có 15 là em để hở rồi. Cứ 15 thôi, mình làm cái hồ 40 á, để hở 15 là vừa rồi anh em. Đừng có để hở nhiều quá thì khó, hồ nhìn nó không được đẹp lắm. Hồ cao cứ 15 là ok. Còn cái này 3 tầng thôi anh em. Sắt thì cái này á, cây sắt này thì sắt ly tư nha. Dùng 4 ly tư đó, cho anh chắc chắc cú. Này là tự hèn nha anh em. Thì anh em phải là cam khảo kích thước này để làm cái dàn kệ cho mấy cái lóc của mình nha. Còn mấy cái chân như đây nè, thì mới đi mua cái đầu bịch về anh em, để bịch mấy cái đầu chân lại hết ba chân luôn. Hay gì nếu mà anh em không có muốn làm cái lọt lòng cái sắt như vậy thì anh em có thể là cho nó trừ hao, nó nằm máy quầy anh em, nằm máy quầy lên vậy nè, nhưng mà nhìn nó không được đẹp lắm. Còn em thì em làm cái kiểu này luôn, nhìn cho nó cứng hơn. Còn cái kia thì nó cũng được nhưng mà kiểu như mình không thích anh em. Còn anh em cũng có thể làm được đó, nhưng mà nó nằm hết ba cây thì nằm ở mấy ngoài hết nè, nó cây nằm dài lên trên, còn bên cái góc bên đây cũng được, đó thì nó sẽ nằm lọt ra ngoài hết, thì cái cây này thì nó nằm mé trong, nó thì nhìn nó không có được đẹp lắm. Còn mình làm kiểu này thì nhìn nó hơi cứng một xíu, còn cái kia thì nó cũng cứng anh em, nhưng mà nhìn nó không có được thẩm mỹ, tại vì cái lòng nó lọt vô trong anh em, nhiều khi là mình nhắm nó bị gì đó bị trục trặc thì mình khó xử lý. Còn cái này nó mé ngoài thì nó dễ hơn. Đó, còn tổng kích thước cái dàn cây này nha. Còn về bữa thì làm xong cái dàn cây này thì phải làm luôn cái dàn hậu kiến này nè. Hậu kiến 1m2 nhưng mà chia ra hai hộp, hộp 60 60 40 40. Đó, làm phơm mấy cái cá là được rồi, tại vì hộp cá phơm nuôi lâu lắm nha. Còn anh em mà có điều kiện hơn thì chơi qua hộp 80 cũng được, nhưng mà nhìn cái hộp nó không có bự lắm nè. Hộp 80 nhìn nó bự lắm, tại vì cá mình phơm thì nó sẽ khác. Cá mà anh em nuôi chơi bình thường thì nuôi cái hồ 80 50 rồi cho nó rộng. Còn cái này mình phơm thì tầm cỡ cái hồ ngang 40 là được rồi. Là khi mà cá nó phát triển ra thì ít nhất là nó cũng phải nằm tới cái size là 40 mấy đó nè. Đó, cái hồ là 60 644 thì ít nhất là cá nó cũng phải size 40 mấy thì cá nó mới nhìn mới chặt cái hồ. Nên là nếu mà được thì anh em muốn cho cá nó bự hơn tới cái mắt size luôn, mấy cá lóc bị rộng thì anh em chơi với hồ cho nó rộng hơn 1m luôn cũng được, giống như mấy cái hồ bự trong nhà hôm bữa em có quay cho anh em á, thì là cái hồ đó 1m với lại hồ 1m2, 1m3 luôn. Em có mấy cái hồ đại diện hồ đợt trước là nuôi mấy cá rộng á, nên là sẵn bây giờ cũng trống thì làm luôn cái qua mấy cá lóc luôn, để một hồ một con cho nó hóng cho nó rộng, cá nó phát triển nó được tốt hơn tại mấy cá bự anh em. Và về bữa thì em sẽ làm cái dàn hồ kiến nữa, rồi xong em sẽ cập nhật cái dàn hồ này cho anh em xem luôn nha. Nhưng mà bây giờ chưa có chi phí để làm, mới làm cái dàn hồ này không á, thì nói chung là tiền sắt á, thì hôm bữa là làm hết là một cây á, một cây nó thì nó sẽ là 120 đó, một cây sắt ly tư anh em không biết chỗ anh em như thế nào nha. Còn sắt chỗ em cái dung 4 ly tư thì nó bán 120 cây đó, thì hôm bữa là mua 4 cây thì nó là 480 với lại tiền sắt với lại tiền đâu này mình kinh tính sơ sơ đi, tiền tại hậu nhà anh em thì mình cho là 500 đi. Nó là nguyên một dàn trại này là anh em làm được 500 ngàn. Thì anh em thấy rẻ không? Còn mà nếu mà hôm bữa em đi hỏi là cái dàn trại này không á,
là nó đã 1.8 triệu anh em. Có một cái dàn kệ này không là nó đã 1.8 triệu, còn mình mua sắt về mà mình biết hàng thì nó có 500.000, nó mất tiền. Ông anh thì cho ông uống cà phê 20.000 cũng ok lắm nha. Tại vì họ nhà mà anh em thì nó sẽ khác với lại thợ mà anh em đặt làm, nhưng mà nó không được đẹp thôi, nhưng mà cũng ok, xài thì cũng ok anh em, nó cũng không khác gì so với mấy anh em mà làm chuyên nghiệp. Nhưng miễn là mình thấy đẹp, mình tự chơi, mình tự làm thì nó sẽ thích hơn nha. Còn mà chơi cái nào mình cũng bỏ tiền ra thì tiền đâu mà chịu cho nổi, đúng không em? Đó, ok nha. Còn anh em nào mà muốn em làm về chủ đề gì đó, thì anh em cứ bình luận ở dưới video này nha, thì em sẽ cố gắng ra nhiều video cho anh em cùng tham khảo luôn nha. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Nhớ like và đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em càng ngày càng phát triển hơn cho mọi người. Bye bye tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người ở video sau nha.